Ngàn lời tôi nói không bằng làn khói xì bo. Sẽ mình sẽ quay clip cho anh em xem ha. Xì bo 202 giá là bằng vết ngàn cũ luôn á nha anh em. Chờ xong đem vệ sinh sạch sẽ rồi xong rồi chút lên clip cho anh em ngắm. Ok anh em ha. Rồi rửa đi, còn chơi nữa. Rửa đi. Ok chưa anh em, thì chiếc xe đã hoàn thiện xong, rửa xong sạch sẽ. Đây là một chiếc xe của người bạn của mình. Hồi xưa chơi chung hội Ducati á anh em. Thì bây giờ ảnh mua con xe này. Rồi mình lấy mình quay clip cho anh em xem. Thì về cái dòng xì bo này á thì mình không có rành lắm, tại vì lúc mà nó ra á, là lúc đó mình còn cởi chuồng tắm mưa, cho nên mình không có rành. Mình chỉ quay cho anh em xem, chủ yếu là xem cho anh em, có nhiều xe anh em xem cho vui thôi ha. Thì có nhiều anh em nói là cái con xe này anh em hay so sánh lại phân khối lớn, thiệt sự luôn. Cả hai chiếc xe không có tuổi nào để so sánh với nhau. Một chiếc là thời buổi hiện đại, trang bị nhiều công nghệ về tốc độ. Đó, anh em hay so sánh giữa xì bo hay da dép với dép ngàn này nọ, không thể so sánh được nha anh em. Còn một chiếc là nó mang giá trị vừa sưu tầm, vừa đẳng cấp thời thượng của những năm 2000, của những năm 19 ngày xưa đó. Cho nên nó không thể so sánh với nhau được. Đó, nó chỉ so sánh với giá tiền chơi cho vui thôi, chứ thực chất hai chiếc là mục đích sử dụng đều khác nhau hết. Đó cho nên anh em không thể so sánh nha. Mất công là những anh em chơi xe mít lòng với nhau, hai thì với lại mô tô phân khối lớn mít lòng. Nhưng thực chất là không thể so sánh được nha anh em. Nó đều mang cái giá trị khác nhau nha anh em nha. Rồi, thì con xe mà mình đang quay trước đây nè, thì đó là con xe Susibo đời 2002. Và cái con này á, cái đời của nó theo mình biết thôi nha, cái hiểu biết ít ỏi của mình về cái dòng hai thì cái đầu của nó là sẽ là cái đầu mà nó giống ná như cái đầu xe quay vậy anh em. Còn ở đây chủ xe người ta muốn lên cái đầu 101 á, cho nó gọn, cho nó đẹp. Và cái này là vàng áo zin. Bạn của mình á là để hết ở nhà rồi, lên cái vàng áo này để đi chơi thôi. Và xe này bạn của mình mua là giấy tờ đầy đủ luôn, là tầm khoảng gần 300 triệu cho con xe này. Và ở con xe này cái điều mà hay nhất mà mình muốn cho anh em xem đó là nó có công tắc on off giống như là phân khối lớn này á anh em. Giống như là phân khối lớn hay là R15 rồi đều có công tắc này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đề cho anh em thử ha, nghe tiếng tiếng bô tắt xi nhan. Rồi. Đây là cái bàn đạp của nó nè. Rồi, quay nha. Ghê chưa? À, ngàn lời anh nói không bằng làn khói xì bo đó. Đó, giờ mình tắt nè. Đó, công tắc on off. Anh em thấy đã không? Ở ngoài đây là khói thơm luôn á anh em. Đó, thì cái đồng hồ của nó thì những năm 2019 hồi đó thì cái đồng hồ nó vậy thôi. Báo xăng, km. Rồi tua nè, tua máy nè.
ta cho. Ta cho. Rồi thì tiếp theo mình sẽ cho anh em xem cái ở trong ha. Ở trong này thì nó cái mở giống như là mở xe quay vậy đó anh em. Đó, mở lên nó lên nè, đó. Thì đây. Đây, đó, anh em thấy chỗ này không? Này rửa xe nước nó còn trong này đây. Chỗ này là để anh em để đổ nhớt nè. Nó đề chữ oi nè. Đúng không? Còn bên đây là anh em đổ xăng. Người ta hay gọi là xăng pha nhớt. Đó là vậy đó. Vậy mình nói vậy á thì mình đeo cảm nghĩ của mình thôi, nói vậy không biết có phải đúng hay không nha. Đó, đây là cái bình. Tại xe này bạn Minh đem qua luôn là Minh làm clip luôn anh, không có tìm hiểu gì luôn á, không tìm hiểu trên mạng luôn á. Không có tìm hiểu bất kỳ điều gì luôn á nha anh em. Chỉ thấy hay rồi muốn làm clip cho anh em xem về một cái mẫu xe gọi là huyền thoại. Sibon này nhiều lời lắm. Và cái con mà hot nhất hiện tại là Gia Z. Gia Z là hot nhất. Bạn Minh nói con này là đồ zin là đầy đủ luôn á anh em. Và cái theo một cái chia sẻ của bạn Minh á, thì bạn Minh nói là cái đồ của những con này thì nó sẽ hơi khó kiếm. Nó sẽ hơi khó kiếm nha anh em. Và cái con này nó sẽ dễ sửa hơn là dòng xe 4 thì hiện tại của mình. Nhưng mà phải tìm đúng thợ nha anh em. Nó rất là dễ sửa tại vì cái cấu tạo máy của nó 2 thì rất là đơn giản. Đó, cấu tạo máy 2 thì nó luôn đơn giản hơn là 4 thì nha anh em. Nên anh em lưu ý điều đó. Nó quay cho anh em coi lốc máy nè. Còn anh em muốn tìm hiểu về xe 2 thì nhiều hơn thì vào những cái trang mà gọi chuyên 2 thì anh em tìm hiểu hơn. Còn cái trang mình thì nó không có chuyên về 2 thì. Đó, mình chỉ muốn quay cho anh em xem một cái chiếc xe đẹp, một cái chiếc xe hay, mà một chiếc xe mà 2K làm gì biết điều này. Như cameraman nè, là sinh năm 2002, cùng tuổi với con này luôn, sao mà em biết được? Lúc đó em còn trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ sao mà biết được điều này. Đó, thì với những người mà có cái dáng mà gọi là 1m6, 1m7 đi, con này rất là thoải mái. Mình sẽ đó, sẽ ngồi đây đang chống đứng nè, không xuống là xuống khụy nữa. Rất là thoải mái, chạy rất là cá tính luôn, rất là mạnh mẽ luôn. Đẹp lắm anh em, con nó cũng nhẹ lắm, nó không có nặng nha anh em. Con nó tầm tầm nó ước chừng cỡ, con này tầm ước chừng cỡ Z300 á. Đúng không? Nãy em chạy cảm giác là cỡ Z300 á. Nó nhẹ nhẹ cỡ Z300. Cái này là giống cái E trong series người ta. Cái này hết xăng mở E ra đúng không ta? Đúng rồi. Cái này là hết xăng là mình mở cái E ra nè. Đúng không ta? Y chang vậy đó, nhưng mà cái này nhìn nó lạ lạ đúng không? Nó có cái này là lạ nè. Đây móc treo đồ nè, cũng giống như xe quay series của mình vậy đó. Đó. Dàn áo này là cái dàn áo bạn của mình đã mua vô thay nha, để đi lại trong phố thôi. Còn nó là một cái dàn áo zin, nó là dàn áo khác nữa, bạn mình để ở nhà cho nó đẹp, cho nó mới. Và theo một cái chia sẻ của người bạn này á, thì người bạn nói là những con xe này chơi á, càng ngày càng lên giá luôn. Nó không có tụt giá giống như phân khối lớn ta. Hay ghê á. Nói chung là con xe này sẽ mang một cái giá trị, gọi gì đó là một cái giá trị sưu tầm, một cái giá trị mà tượng trưng cho chơi xe ngày xưa á. Nói chung là đẳng cấp của ngày xưa. Nói chung là nhiều anh em so sánh thì hơi kỳ. So sánh với phân khối lớn là không có thể nào so sánh được. Đó, nó mang một cái giá trị rất là hay, không có bao giờ mình so sánh được hết á. Rồi, thì cái clip thì chỉ quay ngắn gọn ở đây thôi. Phải đưa xe cho bạn Minh đi về nữa đó. Thì bạn Minh đem qua chăm sóc xe nè. Rồi đó, sẵn mình quay luôn cho anh em xem một cái mẫu xe rất là hay ha anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Anh em hãy nhớ like, đăng ký. Và đăng ký kênh để Minh có động lực để ra được nhiều clip xe hay cho anh em xem nữa. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Chạy nhanh lên. Má, con xe này chạy rất là đã anh em. Mình đang ở đi số 3 rất là mạnh luôn. Đi trong phố rất là ok. Dĩ nhiên mấy con này là không có báo số nha. Không có báo số nha anh em. Lâu lâu chạy lại hai thì cảm giác nó khác biệt. Bảo trì bảo dưỡng á,
mấy con này là không có khó khăn, nhưng mà bị cái là phụ tùng nó khan hiếm. Đi mấy con này á là ra giao thông hay hỏi lắm nha anh em. Đang đi ở số 4 mà cũng rất là mạnh. Số 3. Ồ, tiến bộ khác à. Rồi, quẹo phải luôn. Bay quá trời, khói bay quá trời. Chạy từ từ thôi, camera theo hơi không kịp. Khói bay quá trời rồi. Mấy con này á mà anh em đi trong phố là mảnh lắm anh em. Phố là bét. Rồi, quẹo phải về. Cảm giác mà nó mang lại là khác lắm nha anh em, khác biệt lắm anh em à. Nói chung anh em có điều kiện là nên thử. Có điều kiện là nên thử mấy con này đi, nó mang lại một cái cảm giác rất là lạ. Đề ba thử nha.